Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hành tinh thể thao. Tay vợt Lý Hoàng Nam đã có sự khởi đầu hoàn hảo tại vòng 1 giải quần vợt chuyên nghiệp China F1 Futures khi giành chiến thắng cách biệt trước Chu Seng Hao với cùng tỷ số 6-1 trong 2 set. Ở set 1, tay vợt Hoàng Nam tỏ ra vượt trội khi chỉ mất 20 phút để giành chiến thắng 6-1. Thế trận tương tự diễn ra ở set 2 khi Chu Seng Hao chỉ giành một game giao bóng, trong khi tay vợt số 1 Việt Nam thi đấu ổn định, tiếp tục giành phần thắng 6-1. Đối thủ ở vòng 2 của Hoàng Nam là người sẽ thắng trong cặp đấu giữa He Ye Kong và Su Hao. Bây giờ chúng ta cùng dành thời gian để nói về sự chuẩn bị cho mùa giải mới của Hà Nội T&T. Không có những bản hợp đồng bom tấn, không có sự đầu tư mạnh mẽ về tài chính, song Hà Nội T&T đang trở thành cái tên gây sự chú ý nhiều nhất trước khi mùa giải mới của V-League chính thức khởi tranh, khi lãnh đạo đội bóng đưa ra hàng loạt quyết định có phần bất ngờ. Một trong số đó là việc đưa huấn luyện viên Phạm Minh Đức thay thế người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng, và rất có thể đây là một quyết định đưa đội bóng thủ đô sang một ngã rẽ mới. Hơn một tháng trước đây, huấn luyện viên Phạm Minh Đức vẫn còn khá bận bịu trong vai trò dẫn dắt đội U19 Hà Nội T&T tham dự vòng loại giải vô địch toàn quốc. Song cũng thật bất ngờ, hơn một tuần trước khi V-League 2016 chính thức khởi tranh, nhà cầm quân mới tròn 40 tuổi này được ban lãnh đạo đội bóng thủ đô chỉ định ngồi vào chiếc ghế mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại, trong sự bất ngờ của chính những người trong cuộc. Các bạn đều biết anh Phan Thanh Hùng về đây đã làm được rất nhiều những cái điều mà tôi nghĩ là ở huấn luyện viên Việt Nam không làm được. Tôi nghĩ huấn luyện viên thì kể cả già hay trẻ mà đã nhận V-League thì đều là áp lực. Mà nếu nhận đội Hà Nội T thì kể cả nhiều áp lực. Dưới cái bóng khá lớn mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại, với việc đưa Hà Nội T&T trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, sẽ rất nhiều áp lực đang chờ đợi huấn luyện viên trẻ tuổi này. Trở ngại lớn nhất chính là việc duy trì lối chơi kỹ thuật và đẹp mắt mà đội bóng thủ đô đã xây dựng nhiều năm qua. Trên nền tảng là hàng loạt sự thay đổi về nhân sự và quá trình trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ. Hà Nội T&T không còn có được đầy đủ những chân sút đã làm nên thương hiệu của chính họ trong nhiều mùa giải qua, và đây là bài toán đầu tiên mà huấn luyện viên Phạm Minh Đức phải đưa ra lời giải trong thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ cái lối chơi T&T thì cũng giống như anh Phan Thanh Hùng làm, là một lối chơi đẹp, và tôi cũng nghĩ là nếu tùy thuộc vào đối phương và những cầu thủ tôi có trong tay thì tôi cũng sẽ cố gắng chơi làm sao mà nó hiệu quả, mà cũng phải đẹp mắt. Tuy nhiên, không chỉ hoàn toàn là những khó khăn với đương kim Á quân V-League, điều đem đến hy vọng cho họ chính là sức trẻ và một nhà cầm quân nổi tiếng là mắt tay ở các lò đào tạo trẻ trước đây. Bên cạnh đó là truyền thống của một đội bóng chưa bao giờ thiếu khát vọng trong cuộc đua ở sân chơi quốc nội. Đội bóng có nhiều thay đổi trước mùa giải, một huấn luyện viên mới, một thế hệ cầu thủ trẻ mới trưởng thành, được kết hợp với những chân sút giàu kinh nghiệm từ trước. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi không gặp nhiều áp lực trong việc bảo vệ những gì đã làm được, bên cạnh hướng tới những mục tiêu xa hơn. Hà Nội T&T đang đứng trước nhiều thách thức trước thềm V-League, và điều các cổ động viên thực sự chờ đợi ở họ là một màn trình diễn ấn tượng và hấp dẫn hơn. Thưa quý vị, sau 6 tháng chuẩn bị cho việc chào đón cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race, sáng nay 17 tháng 2, 11 chiếc thuyền buồm cùng 220 thủy thủ quốc tế của cuộc đua Clipper đã cập cảng sông Hàn Đà Nẵng trước sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo và người dân thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng tôi đang có mặt tại cửa biển Đà Nẵng, nơi đây đang diễn ra cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015-2016. Và đây là những chiếc thuyền buồm đầu tiên đang về đích chặng đua thứ 7 của mình tại cảng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Cuộc đua Clipper Race gồm 14 chặng, kéo dài 40.000 hải lý. Và để có mặt tại đây, các thủy thủ đã trải qua được một nửa chặng đường, xuất phát từ thủ đô London nước Anh từ tháng 8 năm 2015. Như dự kiến, đội Derry London Dore đã về đích đầu tiên ở chặng đua thứ 7. Về vị trí thứ 2 là đội Garmin, thứ 3 là đội Great Britain. Đội thuyền buồm Đà Nẵng Việt Nam về đích ở vị trí thứ 6 vào lúc 14 giờ sau 27 ngày khởi hành từ Australia. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, xa gia đình, xa bạn bè, không internet, rất mệt mỏi, có mặt tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp của các bạn, cảm giác tôi rất hào hứng và hạnh phúc, và không ngờ có được buổi lễ đón nồng nhiệt như vậy. Không khí của buổi tiếp đón hôm nay rất sôi động và thân thiện. Sau những tháng ngày lênh đênh trên biển cùng với những khó khăn thử thách của cuộc đua khắc nghiệt nhất hành tinh, phút giây gặp lại người thân của mình khiến các thủy thủ không giấu khỏi xúc động. Đây chính là những động lực to lớn giúp các thủy thủ có thể trải qua những khó khăn thử thách của một nửa chặng đường vòng quanh thế giới đã đi qua.
Sau hơn 30 ngày lên đỉnh biển tham gia cuộc đua thì hiện tại sức khỏe của mình rất là tốt. Trình độ tiếng Anh của mình có thể nói là cải thiện hơn một chút nhờ có mọi người giúp đỡ và người ta đã dạy cho mình. Thì về con người Đà Nẵng là đầu tiên lãnh đạo thành phố và những điểm du lịch rất là hấp dẫn, thích thú và đặc biệt là ẩm thực của Đà Nẵng cho mọi người được biết và mọi người rất là hào hứng. Thật tuyệt vời, chúng tôi cảm thấy thật hào hứng khi đặt chân đến thành phố biển này. Khi chúng tôi đến góc sông thì tôi thấy rất nhiều thuyền và nhiều người đứng chờ ở đó. Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Dự kiến, đoàn thuyền của cuộc đua Clipper Race sẽ dừng chân tại thành phố Đà Nẵng đến ngày 27 tháng 2, cùng với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội hấp dẫn và sôi động sẽ được tổ chức.